Mẹ Lê Phương, tôi càng phản đối thì Phương và Kiên càng quyết liệt. Mới đây, mẹ diễn viên Lê Phương vui mừng tiết lộ gia đình hai bên đã bàn bạc và tính toán xong xuôi ngày giờ tổ chức đám cưới cho hai con. Đồng thời, bà cũng chia sẻ những suy nghĩ về con rể tương lai. Dù từng là người phản đối kịch liệt chuyện tình cảm giữa Lê Phương và Trung Kiên, nhưng đến thời điểm hiện tại, mẹ nữ diễn viên đã có những thay đổi về suy nghĩ. Thân mẫu Lê Phương cũng không ngần ngại khi chia sẻ một vài cảm nhận, quan điểm của mình về chàng rể tương lai. Điều gì ở Trung Kiên khiến bà thay đổi, chuyển từ suy nghĩ phản đối kịch liệt mối quan hệ này thành tình cảm quý mến và tin tưởng gửi gắm con gái cho Trung Kiên? Lúc đầu khi chưa tiếp xúc với Kiên, chưa biết tính tình ra sao nên tôi khá do dự về anh chàng này cũng như chuyện tình cảm của con gái. Tuy nhiên sau thời gian trò chuyện gặp gỡ nhiều lần, tôi nhận thấy anh chàng rất thẳng thắn, có trách nhiệm và sự quyết đoán trong chuyện tình cảm. Khi đã thương con gái tôi, Kiên luôn tận tình chăm sóc, thể hiện sự quan tâm, biết chia sẻ với Lê Phương trong công việc lẫn cuộc sống và khẳng khái bảo vệ tình yêu trước mọi sóng gió. Kiên dám yêu và sẵn sàng làm tất cả để giữ gìn tình cảm đó, cũng như giúp Phương gánh vác hết mọi chuyện trong đời sống. Ngoài ra ở Kiên còn có chí cầu tiến trong sự nghiệp, dù xuất thân trong gia đình không quá giàu có, nhưng luôn biết phấn đấu nên khiến tôi cảm thấy yên tâm khi giao con gái cho chàng trai này. Bên cạnh đó, qua thời gian tìm hiểu tiếp xúc với bạn trai của con gái, tôi cảm giác Kiên là một người trung thật, hiền lành và biết cách cư xử lễ nghĩa với mọi người xung quanh. Kiên cũng là một người con ngoan, có trách nhiệm, biết thương yêu gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và thuận thảo với anh em trong gia đình. Nói chung, tôi nhận thấy anh chàng này sống đạo đức và ngoan hiền. Trung Kiên kém Lê Phương những 7 tuổi, con số khá cách biệt này ít nhiều có khiến bà phải suy nghĩ. Mặc dù Kiên nhỏ tuổi hơn Phương, nhưng suy nghĩ của chàng trai này rất chín chắn. Tôi quan niệm, con trai quan trọng nhất là phải có lập trường vững vàng và kiên định, quyết đoán trong mọi việc. Ở Kiên có những điều này, tôi nghĩ là mình có thể tin tưởng được anh chàng này. Còn chuyện chênh lệch tuổi tác thì không vấn đề với gia đình tôi. Trước đó, mẹ Trung Kiên cũng từng phản đối mối quan hệ giữa Lê Phương và Trung Kiên. Vậy ở thời điểm hiện tại, tình cảm giữa hai bên gia đình dành cho nhau ra sao thưa bà? Gia đình chúng tôi đã gặp bố mẹ Kiên vài lần và qua sự tiếp xúc, cảm nhận, tôi nhìn thấy Kiên đã may mắn khi sinh trưởng trong một gia đình tốt, tử tế và nề nếp. Bố mẹ Trung Kiên hiền lắm, anh hai Trung Kiên cũng là người đàng hoàng nên tôi rất an tâm. Trước đó khi Kiên và Phương giới thiệu người yêu với gia đình hai bên thì cả tôi và mẹ Kiên đều phản đối. Bởi Lê Phương từng trải qua những cú sốc cùng sự đổ vỡ trong hôn nhân, nên tôi rất lo lắng cho quyết định yêu đương của con gái khi tiến đến với một chàng trai trẻ tuổi như vậy. Mới đầu tôi không chịu và phản đối quyết liệt, nhưng tôi càng phản đối thì cả Phương và Kiên càng dùng hành động lẫn tình cảm để chứng minh cho tôi thấy hai đứa yêu nhau thật lòng. Qua một thời gian sau nữa thì tôi cũng bằng lòng để hai con quen nhau. Bởi là một người mẹ, khi nhìn thấy ai đó có thể đem đến hạnh phúc cho con mình, tôi rất vui và chỉ cần Phương vui hạnh phúc thì tôi sẽ chấp thuận. Gia đình tôi cũng không đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, chỉ cần bên thông gia là người tốt đàng hoàng là tôi yên tâm gửi gắm con gái. Tương tự như gia đình tôi, phía nhà Trung Kiên cũng dần thay đổi suy nghĩ sau khi tiếp xúc nhiều với Lê Phương. Trước đó mẹ Kiên lo ngại vấn đề tuổi tác khi nghe nói Phương lớn hơn Kiên những 7 tuổi. Tuy nhiên khi gặp gỡ Phương, bố mẹ Kiên vô cùng bất ngờ và tấm tắc khen Phương ngoài đời nhìn trẻ quá, có khi còn trẻ hơn cả Kiên. Thành ra bây giờ, cả hai ông bà đều chấp nhận và quý mến con gái tôi lắm. Lần nào Phương ghé thăm gia đình Kiên cũng đều được cả nhà đón tiếp nồng hậu như con cái trong gia đình. Mối quan hệ tốt đẹp như vậy thì chuyện hợp tác cho Lê Phương và Trung Kiên nên duyên vợ chồng chỉ còn là vấn đề thời gian. Cụ thể gia đình mình đã định tổ chức hôn lễ ra sao thưa cô? Đây là chuyện cá nhân của hai con nên tôi không tiện chia sẻ cụ thể. Nhưng theo sự tính toán sắp xếp của hai bên gia đình thì chắc chắn đám cưới Lê Phương Trung Kiên sẽ diễn ra trong năm nay. Còn chi tiết về khoảng thời gian nào thì tôi xin phép để con gái mình tiết lộ với báo chí. Sau việc và những bê bối về ảnh nhạy cảm gây sốc nhất nhì showbiz, loạt bê bối liên quan đến hình ảnh nhạy cảm của Sao Việt đều khiến dư luận dậy sóng suốt thời gian dài. Thanh Bi, Vân Điệp trong Người Phán Xử. Thời gian qua, vai diễn Vân Điệp của Thanh Bi trong bộ phim Người Phán Xử lên sóng đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả trong nước. Không chỉ trên phim mà ngay cả ngoài đời, Thanh Bi cũng nhiều lần khiến fan đỏ mặt vì hình ảnh hết sức gợi cảm quyến rũ của mình. Tuy nhiên, đúng như câu nói, cái gì quá cũng không tốt. Việc Thanh Bi liên tiếp khiến bản thân vướng vào những sự cố như lộ ngực khi đang livestream, đóng quảng cáo phản cảm đã khiến cô nhận lại không ít gạch đá từ cư dân mạng, khiến hình tượng quyến rũ trở nên phản cảm và nhức mắt.
Thanh Bi gây tranh cãi với hình ảnh ăn mặc thiếu vải trên truyền hình, sự cố lộ ngực khi livestream của Thanh Bi. Mới đây nhất, trên mạng xã hội, bất ngờ rò rỉ một số hình ảnh được cho là của Quang Lê và bạn gái 9X. Đáng chú ý, trong loạt ảnh được chia sẻ, huấn luyện viên thần tượng Bolero và người yêu đều có những hành động tư thế mờ ám khá nhạy cảm, khiến dân mạng không khỏi nhức mắt. Tăng Thanh Hà từng là ngọc nữ của điện ảnh Việt khi luôn biết giữ gìn hình ảnh, nói không với scandal, chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Thế nhưng Tăng Thanh Hà cũng từng có thời gian khốn đốn vì lùm xùm từ trên trời rơi xuống. Do bị tung ảnh chụp lén lúc đang thay đồ, cụ thể trong hậu trường Mỹ Nhân Kế, bức hình Tăng Thanh Hà ôm chiếc yếm nhỏ xinh dường như vừa bị tuột trước ánh mắt của không ít nam nhân viên xung quanh đã khiến người hâm mộ sốc nặng. Trước luồng ý kiến tranh cãi nảy lửa từ cư dân mạng, Tăng Thanh Hà vẫn giữ im lặng để sự việc tự chìm xuống. Dù vậy ít nhiều, hình ảnh ngọc nữ của người đẹp cũng bị ảnh hưởng bởi vụ ồn ào không đáng có này. Hoa hậu Kỳ Duyên, tháng 3 2016, showbiz Việt rung động trước thông tin một trang web tại Nhật Bản đã sử dụng hình ảnh của đương kim Hoa hậu Kỳ Duyên với mục đích xấu. Trang web này lựa chọn những bức hình gợi cảm của Hoa hậu, đăng tải kèm dòng chữ Kỳ Duyên là diễn viên nổi tiếng, một ngày có thể ngủ cùng 50 người đàn ông. Tấm poster nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng, bức xúc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Việt một hoa hậu bị lợi dụng hình ảnh vào mục đích khiếm nhã. Trước sự việc này, Kỳ Duyên chia sẻ cô đã sốc nặng khi nhìn thấy những hình ảnh của mình bị cắt ghép làm poster quảng cáo bìa đĩa và phòng khám dành cho nam giới lớn tuổi tại Nhật Bản. Hoa hậu cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng đối với phụ nữ nói chung và nghệ sĩ nói riêng. Tôi chỉ biết sự việc sau khi báo chí đăng tải tin tức. Tôi không rõ nguồn gốc của tấm poster này xuất phát từ đâu, nhưng nó đã trực tiếp làm tổn hại đến hình ảnh và danh dự của tôi cũng như gia đình. Tôi có cảm giác như mình bị hạ thấp và bôi xấu, Kỳ Duyên nói. Chibu, tháng 7 2013, một bức ảnh lộ vòng một khá nhạy cảm được cho là của Chibu lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Theo đó, người đẹp sinh năm 1993 chỉ mặc duy nhất chiếc áo khoác jean và để lộ gần hết một bên vòng một, đồng thời chủ động tạo dáng và mỉm cười nhìn vào ống kính phía người chụp. Bức ảnh tuy không được tính là quá phản cảm hay lộ hàng gì ghê gớm, tuy nhiên với hình ảnh một hot girl ngoan hiền, giỏi giang, trong sáng, nói không với scandal khoe thân thời bấy giờ của Chibu, đây vẫn là vụ việc gây sốc nhất nhì mạng xã hội. Tuy nhiên, trong một số bức ảnh hậu trường khác, dễ thấy Chibu đều chủ động kéo áo kính để tránh sự cố. Ngay sau khi bức ảnh lan truyền, Chibu đã được fan giải oan. Nhiều người tiết lộ vì cần mặc trang phục theo dụng ý của đoàn phim nên Chibu đã rất cẩn thận, liên tục dùng tay giữ áo. Ngoài ra, loạt ảnh về buổi chụp hình cũng chỉ chọn lọc công khai, bức hình hậu trường là do kẻ có ý đồ xấu cố tình canh góc chụp và tuồn ra ngoài. Chibu cũng từng chia sẻ, lúc đó tôi cảm thấy rất sốc và có chút xấu hổ. Tôi muốn xây dựng một hình ảnh trong sáng và không scandal. Thế nên, khi gặp chuyện đấy, tôi cảm thấy hoang mang và tự hỏi tại sao lại có bức ảnh như thế và tại sao nó lại xuất hiện trên mạng. Sau khi biết đó chỉ là một sơ suất từ phía đoàn làm phim và họ cũng ra thông báo giải thích rõ sự việc, tôi để cho việc trôi đi và tập trung vào công việc. Tôi nhận thấy đã bước chân vào con đường nghệ thuật, phải chấp nhận những rủi ro. Quan trọng là từ những sự cố như thế, mình phải tự rút kinh nghiệm và tránh rơi vào trường hợp tương tự cho những lần sau. Sau nhiều năm cố gắng, cô hot girl ngày nào đã ngày được công nhận cũng như thành công trong việc xây dựng hình ảnh miễn nhiễm scandal. Andrew và Bezzo. Khi còn mặn nồng, Andrew đã khiến không ít người choáng khi công khai hình ảnh giường chiếu với hot boy Bezzo. Thời điểm đó, tình cảm giữa hai người còn mặn nồng. Bezzo và Andrew thường xuyên cập nhật những tấm hình tình cảm, sánh bước trong các chương trình quảng cáo và nhiều sự kiện lớn nhỏ lên trang cá nhân. Tự đăng ảnh nhạy cảm lên mạng, nhận lại nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Andrew tỏ ra khá thoải mái và không mấy quan tâm đến những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng. Cô chia sẻ, mình và anh Bezzo đã trò chuyện cùng nhau cả đêm vì khá lâu, cả hai không gặp nhau, trò chuyện với nhau không ngủ được, nên mình với anh ấy đã post hình cho vui. Mình mặc áo quay, còn anh ấy thì không mặc áo vì trời khá bức. Mình thấy đây là chuyện bình thường mà, mình đã lớn, đã 17 tuổi và mình có thể quyết định được những chuyện mình làm. Những người yêu nhau thân mật cũng là điều dễ hiểu phải không? Đó chỉ là bức ảnh chụp khi hai đứa ở bên cạnh nhau. Người yêu nhau thì ngủ cùng nhau là hành động thân thiết, không có gì là quá khó hiểu phải không? Nếu muốn giữ chồng, Tú Vi nên học hỏi Thúy Diễm điều này. Nữ diễn viên phải thay đổi như thế này thì mới giữ chân Văn Anh dài lâu được.
Có tài năng diễn xuất và sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Tú Vi luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi khi xuất hiện. Trên sân khấu thì khiến ai cũng choáng ngợp vì sự lộng lẫy sexy, nhưng khi về đến nhà, Tú Vi lại thay đổi phong cách 180 độ. Nếu không phải những bộ đồ kẻ sọc đơn giản rộng thùng thình, thì cũng là họa tiết Doraemon ngộ nghĩnh. Có thể thấy khi không phải đi dự sự kiện hay phải xuất hiện ở nơi đông người, thì trang phục của nữ diễn viên thường khá đơn giản, thậm chí là kín mít, chứ hiếm khi thấy cô nàng mặc đồ mát mẻ. Ai cũng bất ngờ khi biết lúc bà xã Văn Anh khá xuề xòa trong cách ăn mặc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu muốn giữ chân chồng trước cả rừng mỹ nhân Việt, nữ diễn viên nên tạm biệt ngay với style kính cổng cao tường như thế này để học hỏi Thúy Diễm ngay lập tức. Cũng giống như Tú Vi, Thúy Diễm nổi bật với nhan sắc xinh đẹp và thân hình nuột nà gợi cảm. Điểm khác biệt là Thúy Diễm biết được lợi thế ngoại hình của mình nên cô nàng luôn diện những trang phục bó sát, quét sâu nhằm khoe khéo số đo ba vòng căng đét. Đi ra ngoài đã sexy đến nghẹt thở, về đến nhà người đẹp còn quyến rũ gấp trăm lần. Phải chăng chính vì lý do này mà Lương Thế Thành đi đâu cũng muốn về nhà ngay với vợ? Ai cũng biết bà xã Lương Thế Thành sở hữu vòng một không phải dạng vừa. Nữ diễn viên cũng thường xuyên khoe ngực bằng những trang phục hở hang và gợi cảm. Đi ra ngoài sexy thì không nói, ở nhà cũng phải diện trễ nải để vòng một lấp ló thế này mới chịu được. Cách ăn mặc siêu táo bạo khoe vòng một ngồm ngộn của Thúy Diễm khiến ai cũng phải đỏ mặt. Váy áo hai dây luôn là lựa chọn số một của bà xã Lương Thế Thành. Dù để mặc mộc nhưng cô nàng vẫn vô cùng xinh đẹp và sexy, khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi. Nhìn đôi gò bồng đào căng tròn đẩy đà của người đẹp, không chỉ Lương Thế Thành mà đứng mày râu đều phát thèm. Có người vợ nóng bỏng như thế này, bảo sao nam diễn viên điển trai, đổ siêu đổ vẹo, quấn quýt nửa bước không rời. Bởi vậy, nếu muốn giữ chồng thì Tú Vi nên chuyển sang phong cách gợi cảm giống cô bạn cùng tuổi ngay lập tức.